trong chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe hôm nay, kích thích từ trường xương sọ, phương pháp mới điều trị bệnh sa sút trí tuệ. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo thống kê từ Cục Dân số Việt Nam năm 2022, nước ta có hơn 11 triệu người lớn hơn 60 tuổi, trong đó có khoảng 500.000 người mắc bệnh sa sút trí tuệ. Bệnh lý này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi, mà còn tạo các gánh nặng về kinh tế cho gia đình, xã hội. Hiện nay, bên cạnh phương pháp điều trị dùng thuốc, thì một số cơ sở y tế đã ứng dụng phương pháp điều trị mới để cải thiện tình trạng sa sút trí tuệ. Sau 12 phiên áp dụng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng sa sút trí tuệ của nữ bệnh nhân này đã thuyên giảm đáng kể. Phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ là kỹ thuật không xâm lấn, dùng một cuộn cảm đặt trên đầu bệnh nhân. Dòng điện trong cuộn cảm sẽ sinh ra từ trường xuyên qua hộp sọ, tác động đến các tế bào thần kinh để điều chỉnh một số rối loạn về dẫn truyền thần kinh, tái tạo đường liên hệ giữa các vùng chức năng của vỏ não. Lúc mà làm bài tập giấy thì cũng đã có thấy tiến triển rồi, sau khi bằng phương pháp mà chạy điện á thì thấy tiến triển hơn, tự nhớ uống thuốc mà rồi tinh thần thoải mái vui vẻ hoạt bát hơn. Tại Việt Nam, phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ đã được Bộ Y tế cho phép ứng dụng trên thực hành lâm sàng trong một số bệnh đau mãn tính và một số bệnh tâm thần kinh. Bệnh sa sút trí tuệ được ví như một nóc nhà có nhiều lỗ thủng, có nghĩa là phải tác động đa cơ chế, chứ không thể nào dùng một phương pháp thì có thể kiểm soát được bệnh lý này. Trong cái điều trị kích thích từ trường xuyên sọ trên bệnh nhân sa sút trí tuệ đó, thì chúng tôi còn áp dụng cái phương pháp là tập luyện nhận thức. Có nghĩa là người bệnh bên cạnh cái việc họ chạy cái máy từ trường kích thích, họ sẽ được làm những cái bài tập đi kèm trong quá trình kích thích. Họ có thể sử dụng bộ bài tập trên giấy hoặc họ có thể chơi trên iPad. Một số người bệnh thì khi mới bắt đầu bước vào điều trị gần như cái khả năng nhớ rất kém. Nhưng mà sau cái một đợt chạy điều trị và mình tập cho họ mỗi ngày thì mình có thể ghi nhận được là cái khả năng học thông tin mới họ nhanh hơn. Hoặc có thể họ quên nhưng mà mình gợi ý một vài chi tiết là họ có thể nhớ lại được. Có nhiều nghiên cứu họ đã ghi nhận là những cái gì mà tốt cho trái tim thì cũng tốt cho bộ não của bạn. Thì những cái chế độ ăn, ví dụ mình biết là giảm đường, ít chất béo bão hòa thì nó tốt cho trái tim, thì tương tự như vậy mình có thể ứng dụng cho bộ não. Mình hạn chế những chất kích thích như rượu, cà phê hoặc là sô-cô-la. Và mình có thể tăng cường những cái thực phẩm từ rau xanh. Còn một cái phần nữa đó cũng quan trọng cho bộ não, đó là bạn phải giữ cho cái bộ não nó ở trạng thái là cân bằng. Stress, căng thẳng, thiếu ngủ làm cho người bệnh có thể hay mau quên, cái độ tập trung kém. Đến đây, chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe hôm nay xin khép lại. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.